hải sản khi bị sẹo lõm, có nghĩa là chỉ bị vết thương hở, còn lõm thì lõm là ăn hải sản cho nó lồi lên. Ôi thôi không được đâu, nó lầm đấy, chết rồi, ăn hải sản cho lồi lên, bố nói thì ghê vậy. Nếu bị lõm ấy còn cái này làm sao, có ăn một chút xíu làm gì được không mọi người, thôi lỡ được cái mỏ của con. Khó chịu, không bằng lòng. Đâu rồi, mấy chị em có kinh nghiệm ơi, bây giờ thẹo của Hằng có ăn cua được không? Đây, một tí thôi, một tí thôi mọi người ơi. Cho Hằng muốn ăn. Ừ, ăn cái đó đi. Chết có rồi. Một số được này, có một số thôi. Mà em cũng đưa cho miệng luôn rồi. Chưa, chưa. Đúng này cáo nhỏ lắm nè. Lúc này cáo vỗ lắm nè. Ăn đi, ăn một cái đi, không sao. Ăn được hay không các chế ơi? Rửa ra, rửa. Quá trời, một người thì được, người không như đừng. ăn một cái là được, không sao. Sao ăn nguyên con thì mới lắm em chuyện. Em không ăn mà em hửi hửi không, lên 30 view rồi kìa. 31 view rồi. Nè, bây giờ ăn cái này nó lòi ra. Này cho chị ý kiến rồi luôn. Lòi thì bây giờ có laser không đó. Không ăn nó, hả? Nó nói rồi. Có laser nó khủy đi thôi. Thôi, có chị ăn. Đừng có ăn nữa. Đừng ăn, đưa chị ăn phải không? Ui là. Mai lấy về Cà Mau rồi ăn. Không được ăn là không được ăn. Đó chưa, gì mà hồi nãy lắc đầu. Đây, combo 6 con.